người Tây thế này, người Tây thế nọ, người Tây không vượt đèn đỏ, người Tây lịch sự, người Tây văn hóa, người Tây văn minh, người Nhật kỷ luật, người Nhật trung thực, người Nhật tình cảm. Những gì thuộc về những nước văn minh đều tốt đẹp. Bạn đã bao giờ như vậy hay chưa? Đã bao giờ bạn nhận ra một người bạn đi nước ngoài về và nói rằng ở Tây khác Việt Nam lắm, sống ở Tây về Việt Nam chẳng muốn ở nữa. Đây chính là tình trạng tự nhục. Thật đáng quan ngại khi tình trạng nhục này cứ diễn ra. Khi bao nhiêu thứ đáng để tự hào thì họ đâu có biết. Nói cho chính xác thì đây là tinh thần tự ti dân tộc. Cái tinh thần tự ti ấy còn tồn tại ngày nào thì ngày đó còn kéo thụt lùi bước tiến của dân tộc, doanh nghiệp và cả chính bản thân ta nữa. Chúng ta tôn trọng họ nhưng không thể đưa họ lên đầu mình được. Ngày hôm nay, hãy cùng Bí Quyết Thành Công bàn luận về chủ đề đã có từ rất xa xưa. Rất ít khi một chương trình nào nói về khía cạnh nhạy cảm này. Thế nên, chương trình ngày hôm nay có thể sẽ động chạm đến cái tôi, đến lỗ đen của chính con người bạn. Vì vậy, hãy cân nhắc trước khi xem. Họ nhục vì lịch sử nước họ không cao tuổi bằng lịch sử Trung Quốc. Họ nhục vì văn hóa nước họ tương đồng với văn hóa Trung Quốc. Họ nhục vì tộc họ không sáng tác ra bộ ký tự riêng như Tây, Nga hay Ả Rập. Họ nhục vì tổ tiên họ không xây đền đài Hoành Thái Tràng, chỉ xây được mỗi cây chùa một cột bé bé. Họ nhục vì đồng bào họ ăn thịt chó. Họ nhục vì đồng bào họ trọi trâu, vân vân và mây mây. Và thậm chí, họ nhục vì đồng bào họ ăn mì gói nhiều quá. Và mới đây thì họ nhục vì Hà Nội là một trong những nước ô nhiễm nhất trên thế giới. Câu chuyện này nói cho các bạn dễ hiểu là như thế này. Một người xuất thân là nhà nghèo, nếu anh ta tự ti về bản thân, anh ta nói rằng cha mẹ mình nghèo quá không đủ tiền cho mình mua những thứ đồ cá nhân để bằng bạn bằng bè như đứa này đứa khác. Rồi anh ta lại than thở trách phận vì tại sao mình lại sinh ra trong nghèo đói như thế này. Nếu cứ mãi tự ti, than vãn như vậy thì mình tin chắc anh ta mãi mãi chẳng bao giờ khấm khá lên được. Nhưng cũng là một người xuất thân như thế, nhưng anh ta tự hào vì cha mẹ mặc dầu khó khăn vẫn cố gắng cho anh ta học bằng bạn bằng bè thì phải học sao cho giỏi để sau này có công ăn việc làm tử tế, làm giàu, phụ dưỡng bố mẹ. Tuyệt nhiên, anh ta chẳng coi việc nhà anh ta nghèo là xấu hổ. Đáng tiếc thay, hầu hết người dân Việt Nam đều là hiện thân của anh chàng thứ nhất trong câu chuyện kể trên. Việt Nam ta xét về nhiều khía cạnh là nghèo, nhưng ở nhiều khía cạnh khác thì lại giàu vô cùng. Chúng ta cần nhìn thấy những mặt tiêu cực để khắc phục. Tuy nhiên, tiêu cực đó cũng phải chính đáng, chứ không phải hễ xảy ra một tí là nhục. Bạn biết ô tô VinFast chứ? Khi lần đầu tiên một hãng ô tô của Việt Nam lọt lòng, bên cạnh những niềm tự hào thì những ánh mắt nhìn bĩu môi, muối dìu cay nghiệt hướng về ông Phạm Nhật Vượng và Vingroup. Họ bảo xây dựng những nhà máy như thế là chiếm đất của dân nghèo. Họ bảo Vingroup chỉ là bù nhìn của đất nước. Họ bảo bác Phạm Nhật Vượng nhanh giàu thì cũng sẽ chóng tàn mà thôi. Họ bảo ô tô Việt Nam có cô đến mấy thì cũng làm sao mà so bì được với những hãng của Tây. Và mới đây, Thủ tướng U100 của Malaysia đã thử cầm lái chiếc xe mang thương hiệu VinFast với tốc độ hơn 100 km/h. Thủ tướng Mahathir Mohamad đã tạo nên một hình ảnh biểu tượng khi giơ ngón tay cái về phía lãnh đạo VinFast, thể hiện sự nể phục và ngưỡng mộ. Dành cho bạn nào không biết thì vị Thủ tướng U100 là kiến trúc sư cho kỳ tích của Malaysia khi đưa nước này vươn lên thành một con hổ trong nền kinh tế châu Á. Việt Nam cũng đang nỗ lực trở thành một con hổ châu Á với vị thế tương tự như những gì mà Malaysia đã từng có được. Và con đường chúng ta đi chắc chắn sẽ phải được củng cố bởi một thương hiệu ô tô thuần Việt, nơi mà chiếc ô tô không chỉ là ô tô mà còn là một thương hiệu quốc gia. Ở thời điểm hiện tại, VinFast, một cậu bé mới tròn 2 tuổi, đứng trước áp lực cạnh tranh từ một loạt người khổng lồ quốc tế và những ông lớn lắp ráp trong nước, là đại diện tiềm năng nhất. Vingroup rất cần những cánh tay đón nhận của khách hàng, ít ra là chính khách hàng trong nước mình. Mới đây thôi, một hướng dẫn viên du lịch đã chia sẻ cảm xúc tự hào khi được tiếp đón những vị khách là những kỹ sư Đức sang VinFast Hải Phòng làm việc. Và họ đánh giá cao sự đầu tư cho ngành công nghiệp xe hơi nơi đây. Đợt vừa rồi thì mình có dịp trò chuyện với người bạn mới từ Đài Loan, thì mới biết thêm rằng công ty của anh này có tham gia vào chuỗi sản xuất của VinFast,
và anh ấy rất tự hào vì được sống ở Việt Nam. Anh ấy cũng tin rằng VinFast chắc chắn sẽ thành công. Chúng ta có thể xuất phát chậm, nhưng nếu làm bài bản và thông minh thì có thể đi nhanh và tiến xa. Tại sao lại không? Cách đây hơn chục năm qua, Đài Loan mà ngỡ ngàng với sự lộng lẫy của nhà cao tầng, xe hơi khắp nơi, tàu điện và nhiều thứ khác. Tới năm ngoái khi quay lại Đài Loan, vẫn nơi ấy nhưng không còn thấy choáng ngợp. Và Taipei 101 cũng đã phải ngước nhìn lên mắt 81 của chúng ta rồi. Sài Gòn rồi đây sẽ không thua kém bất cứ thành phố lớn nào khác trên thế giới. VinFast cho chúng ta một sự tự hào, một niềm tin vào dân tộc. Người nước ngoài thì cảm phục với những sản phẩm của nước Việt ta. Còn Việt Nam thì luôn tự nhục với những thứ được sản xuất tại quê hương mình. Trong số các bạn đã có ai từng đọc các tác phẩm hiện thực Trào Phúng của tác giả Vũ Trọng Phụng hay chưa ạ? Là văn Trào Phúng mà cười ra nước mắt đấy. Các bạn sẽ biết tới những ông bà văn minh, số đỏ, mang tiếng là dân trí thức, có chút đỉnh của cải, đọc dăm ba tờ lá cải, học theo vài thứ văn hóa méo mó do Pháp đưa sang, rồi tự xem mình là thượng đẳng, chê bai văn hóa truyền thống. Hay làn sóng văn minh phương Tây cưỡng ép đã tạo nên những sự thay đổi lố lăng, kịch cưỡng, với đủ trò giả trá, mị dân mà nhóm thị cầu trong chuyện Kỹ nghệ lấy Tây là ví dụ minh họa cho sự biến đổi đầy chua chát đó. Ngày trước, có các cô, các mẹ, các chị mê Tây phát cuồng vì các anh da trắng, luôn xem văn hóa phương Tây là chuẩn mực. Bản thân chỉ là nô lệ tình dục nhưng tự xem mình hơn người vì được tiếp xúc với Tây. Và ngày nay thì có những cô nàng sẵn sàng dụng hết trứng vì Tây, dụng vô điều kiện đến nỗi nhiều Tây ba lô nó cười ngạc nhiên, chia sẻ triệt tích trên Bùi Viện Phố. Như Hồ Chủ tịch đã từng nói, nạn dốt là một trong những phương pháp thâm độc mà bọn thực dân dùng để cai trị chúng ta. Hơn 90% đồng bào bị mù chữ. Ấy tức là do ngày xưa tuyệt đại bộ phận dân số chúng ta nghèo đói, mù chữ, không mang thân nô lệ thì ngày đi làm quần quật, tối về ngủ lăn như trâu ngựa. Nhưng ngày nay, tuy cử nhân thạc sĩ vô vàn như lá mùa thu, tiếng Tây tiếng Tàu bi bô đủ cả, nhưng hệ lụy của chế độ ngu dân của Pháp vẫn còn ảnh hưởng cho đến tận bây giờ. Nhiều người trong số chúng ta vẫn mang tư duy nô lệ, tự xem văn hóa phương Tây là thượng đẳng và chê bai văn hóa cổ truyền, nâng cao Tây lên mây xanh và tự dè bỉu, khinh miệt chính đồng bào mình. Vì sao nên nỗi như vậy? Hãy cùng tôi đi tìm gốc rễ của vấn đề. 1. Vật cực tất phản, thứ gì cực đoan đều rất dễ biến chất, dễ dẫn đến nguy hiểm. Nhận xét về dân tộc Việt Nam, đầu thế kỷ trước thì cụ Phan Chu Trinh đã từng nói, dân tộc nước Nam trên lịch sử có hai đặc tính cực đoan phản đối nhau. Một là đặc tính bài ngoại và ỷ ngoại. Hai là đặc tính tự tôn và tự ti. Trong khi phát hiện lại đều đi tới cực đoan. Mà thứ gì đã cực đoan thì đều rất là nguy hiểm. Ví dụ như ỷ ngoại đến phát cuồng, tôi gọi đó là kiểu cuồng Mỹ, xính Tây, thờ Nhật và cho rằng đấy mới là xứ sở của văn minh. Nhiều người quan tâm yêu thương con chó còn hơn cả người thân, trong đầu luôn mặc định chỉ có Tây là nhất, là văn minh. Và có những người bay ngoại đến phát kiếp. Ví dụ như xa giả lên tiếng chửi tàu khựa, thâm nho nhọn đít. Bài tàu tích cực, nhưng khi Trung Quốc cựa mình một cái là run, kêu gào sắp mất nước tới nơi rồi. Và nếu trước kia có một thứ gọi là tự ti, thì giờ đây nó đã phát triển thành văn hóa tự nhục. Nhờ có mạng xã hội lan tỏa, nỗi nhục của một người được chia sẻ nhanh chóng trong cả một cộng đồng thích tự nhục. Mà ghê hơn, họ không muốn tự thấy nhục một mình. Đằng này, họ cứ thích nâng tầm thành nỗi nhục quốc thể, với mong muốn người khác phải nhục cùng. 2. Văn hóa tự nhục của một bộ phận người Việt. Khi truyền thông đưa tin về hình ảnh một binh sĩ Mỹ bế một chị người Việt trong cơn lũ, được cộng đồng mạng, mấy bà mẹ bỉm sữa và hội thích nhục quốc tế tầng bốc lên trời. Họ coi đó là hành vi cao thượng chỉ có ở xứ sở văn minh. Đáng nói quay sang chửi bộ đội Việt Nam, họ nghe theo truyền thông phương Tây dắt mũi, đâu thèm để ý đến những anh bộ đội cụ Hồ lăn xả, liều mình cứu đồng bào trong cơn lũ quét. Các mẹ bỉm sữa thì vậy, còn có một bộ phận không nhỏ các em gái lại thấy nhục vì dân Việt Nam ăn thịt chó. Họ cho rằng đây là hành vi man dợ, tàn nhẫn, thế rồi lại bắt đầu so sánh với Mỹ, với phương Tây, với Nhật Bản. Cho rằng ở bên đó người ta văn minh, tôn thờ các giá trị nhân văn, nhân bản đủ cả. Khi gặp một vài người nước ngoài sang Việt Nam có hành động tích cực, điều đó là đáng quý. Nhưng họ lại quy chụp rằng dân nước ngoài người ta văn minh thế nọ, người ta tự giác thế kia.
Và ở chiều ngược lại thì chỉ một tấm biển không trộm cắp khi bằng tiếng Việt ở nước ngoài, trăm ngàn vạn mớ người Việt tự nhục trong nước đã thổn thức thương đau. Họ bị truyền thông kênh dắt mũi hoặc do tâm tưởng xấu xí, tư duy ngắn hạn. Vậy nên đâu có biết rằng rất nhiều Tây Ba Lô sang Việt Nam mang theo mầm bệnh, kèm theo cả những thứ văn hóa bệnh hoạn và lệch lạc. Nhưng với họ, Tây có sức hút ghê lắm. Có những gia đình, những người, lớp người cứ mở miệng ra là khen lấy khen để văn minh phương Tây. Không chỉ trong lĩnh vực học vấn, đạo đức mà từ chính trị, kinh tế đến cả cách ăn uống hay là vui chơi hàng ngày, không có cái gì là người ta không bắt chước, sao cho thật giống với phương Tây đến mức dập khuôn cả những khuyết điểm của nó. 3. Thật may, văn hóa tự nhục không phải chỉ của riêng Việt Nam. Tuy nhiên cũng thật khó trách, đây là vấn đề thuộc về thâm căn cố đế mà chúng ta khó lòng thay đổi được trong một sớm một chiều. Theo tôi tìm hiểu, đây là hiện tượng thường xuất hiện khi một quốc gia trở thành thuộc địa. Lập tức, một bộ phận người dân sẽ chịu ảnh hưởng bởi chế độ ngu dân mà bọn đế quốc và thực dân áp dụng lên thuộc địa. Và sau này, thêm cả những quốc gia thời mở cửa, bước vào hội nhập chứ không riêng gì tại Việt Nam. Tôi lấy ví dụ như nước Nhật, khi bắt đầu thời mở cửa sau cải cách Minh Trị, tiếp thu thành quả của cuộc cách mạng khoa học lần thứ nhất. Tôi đoán rằng có rất nhiều người Nhật thời bấy giờ có tư tưởng tự nhục. Bởi vì thế mà nhà tư tưởng Fukuzawa Fujiki của Nhật Bản thường phẫn nộ viết về tình trạng nước Nhật khi đang thực hiện công cuộc duy tân do chính phủ Minh Trị tiến hành. Không phải cái gì của Nhật cũng là cổ hủ, nghèo hèn, lạc hậu, và không phải cái gì của phương Tây cũng là văn minh và hiện đại. Nước Việt Nam chúng ta nằm dưới sự cai trị của chế độ phong kiến nhiều năm, do chính sách bế quan tỏa cảng dẫn đến không theo kịp đa phát triển của khoa học. Vậy nên dễ hiểu, khi bị xâm lược và trở thành thuộc địa của thực dân Pháp một thời gian dài, mà bản chất của thực dân là bóc lột thuộc địa và chế độ ngu dân. Vậy nên dễ hiểu vì sao mà hiện nay một bộ phận người dân vẫn mang tư tưởng tự nhục. Dần già vào thời hội nhập, chịu ảnh hưởng của truyền thông phương Tây cũng như báo chí kèn trong nước, một thảm họa gọi là văn hóa tự nhục từ đó mà sinh ra. 4. Tập tư duy đa chiều để tránh bị ngộ độc thông tin. Tư duy đa chiều là một thứ mà đại bộ phận người Việt Nam còn thiếu. Hơn nữa, chúng ta nên tập có cái nhìn tích cực một chút trước những sự vật, hiện tượng mà ta được tiếp cận. Nếu chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực ở Việt Nam, lại chỉ nhìn những thứ hào nhoáng bên ngoài ở Âu, Mỹ, Nhật, Hàn, vậy dần dà sẽ có tư tưởng tiêu cực. Tự nhục lúc nào không hay. Nên nhớ, do xuất phát điểm là một nước phong kiến, lại gánh chịu bao nhiêu hậu quả của chiến tranh để lại. Việt Nam chúng ta tạm thời chưa thể bằng được nhiều cường quốc khác. Song, chúng ta có những điểm mạnh của chính mình. Hãy tự tìm hiểu về lịch sử đất nước, từ đó bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc, trau dồi đạo đức. Và dĩ nhiên, hãy không ngừng học tập, tích lũy kiến thức và nâng cao tri thức. Theo quan điểm cá nhân, đây chính là phương pháp tốt nhất nuôi dưỡng năng lực phán đoán. Cần nhất là phải tự mình rèn luyện cho được khả năng chọn lọc thông tin, tiếp thu cái tốt, bài trừ cái xấu. Nếu thiếu kiến thức, cái nhìn lại luôn cay nghiệt một chiều, rất dễ bị ngộ độc thông tin, rồi ảo tưởng và tin vào những thứ văn hóa ngoại lai thấp kém. Văn hóa tự nhục đã ăn sâu vào con người của chúng ta, nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta định hướng và nhận thức được nó. Không có điều gì là quá muộn màng cả. Nếu các bạn có thể xem được video tới đây, thì mình nghĩ chắc chắn bạn cũng đã hiểu ra được điều gì đó. Bạn và cả tôi nữa, hãy cùng nhau thay đổi tư duy này để chúng ta có thể toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp của bản thân tốt hơn. Vì mỗi cá nhân tốt hơn mỗi ngày sẽ dẫn đến gia đình ta tốt hơn mỗi ngày. Từ đó sẽ dẫn tới cả dân tộc sẽ giàu lên mỗi ngày. Còn bây giờ thì bí quyết thành công xin phép được khép lại chương trình ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình lần sau.